Chào mừng tất cả quý anh chị khách hàng. Và trước mặt anh chị đó chính là chiếc xe Toyota Land Cruiser phiên bản mới nhất hiện nay, phiên bản nâng cấp mới nhất hiện nay. Trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng dành ra đâu đó khoảng 5-10 phút để cùng Văn Hội hướng dẫn sử dụng chi tiết các tính năng, các công tắc ở trên xe Toyota Land Cruiser, để xem rằng từ bên trái qua bên phải thì rằng là sẽ có những tính năng gì. Nào, chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là tổng quan của bảng nội thất bên trong xe thì nó quá đẹp rồi đúng không ạ? Một dòng xe cao cấp Land Cruiser thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Xe trang bị khối động cơ là 3.5, turbo tăng áp, dẫn động hai cầu toàn thời gian. Chúng ta sẽ đi từ ở phía bên trái. Trước tiên đó là gì ạ? Trước tiên thì chắc chắn rồi, đó chính là hệ thống nhớ ghế. Với hệ thống nhớ ghế này thì chúng ta gì sẽ có 3 cái vị trí để chúng ta nhớ ghế. Bao gồm gì nào? Đó chính là vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai và vị trí thứ ba. Để sử dụng, chúng ta làm thao tác như sau. Ở bên trái này thì chúng ta sẽ có phần đẩn ghế lên, tiến lên này, lùi xuống, hạ xuống, hạ trên xuống, ngửa lưng cũng như là bơm tựa lưng. Với ghế chỉnh điện 10 hướng như thế này, khi mà chúng ta chỉnh được rồi, chúng ta làm gì ạ? Chúng ta sẽ bấm vào chữ set. Sau đó chúng ta vị trí thứ hai, thì vị trí này nó sẽ được lưu lại. Tiếp tục nào, vị trí thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì cũng vậy thôi. Nếu công tắc ở bên trái này chúng ta để bật vào đây thì gương sẽ tự cụp, gương sẽ cụp vào đúng không? Chúng ta bấm này thì hệ thống sẽ tự động, khi khóa cửa thì gương cụp, chỉnh mặt gương vặn sang bên trái, chỉnh 4 hướng lên xuống cao thấp. Có bật như thế này thì khi khóa cửa gương sẽ không cụp. Đây là chốt khóa kính này, đây là chốt cửa. Đó, chốt cửa. 4 kính của chúng ta là đều auto một chạm, ấn là ok. Đó chính là ở phần bên trái. Tiếp tục chúng ta có gì ở đây? Chúng ta có bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử. Chúng ta có cả hệ thống là phanh tự động khi lùi phía sau, hệ thống đèn AH tự động dương pha khi không có xe đối diện, và hệ thống mở cốp điện. Ngoài ra thì chúng ta có lẫy của nắp bình xăng cũng như là nắp capo. Và tiếp đến đó chính là công tắc chỉnh vô lăng điện lên đến 4 hướng. Đó, đó chính là phía bên trái. Chúng ta sẽ đi từng mục một nhé. Tiếp đến nào, công tắc đèn là của hệ thống đèn tự động cũng như bật đèn sương mù. Và bật đèn sương mù sau chúng ta gửi thêm này, gửi thêm như thế này là đèn sương mù sau nhé. Hệ thống đèn này là đèn tự động này. Tiếp tục sang cột bên phải, gạt mưa thì cũng sẽ là tự động. Nút này là độ nhạy của hệ thống tự động. Còn muốn đỡ gạt được tự động thì chúng ta kéo xuống một nấc như thế này. Khi bao giờ có mưa thì hệ thống sẽ tự gạt, còn không chúng ta muốn tắt hẳn thì đẩy lên trên. Gạt mưa sau thì chúng ta đẩy lên. Còn muốn bơm nước, chúng ta luồng trước chúng ta móc lên, hệ thống luồng trước sẽ gạt. Còn muốn bơm luồng sau chúng ta đẩy xuống. Đó, rất hay nhá. Tiếp đến nào, tổng quan ở phần vô lăng này thì chúng ta có lưu ý gì ở đây? Trước tiên là vô lăng được khâu bọc da. Thứ hai, ở phía bên trái chúng ta có điều khiển volume trên vô lăng, giảm âm lượng, tăng lượng, điều khiển giọng nói. Ngoài ra chúng ta có nút trở về này, nút nghe gọi thoại rảnh tay, nút điều khiển màn hình lớp layer này. Sử dụng như thế nào? Đây, chúng ta bấm trở về nhá. Anh chị đẩy lên này thì cái bảng đồng hồ trên nó chạy kìa. Nó sẽ nhảy theo các mục này. Lúc nữa thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt sau. Chúng ta gạt rực sang này. Ví dụ ở phần này nó có mục chia, chia ô, thì chúng ta sẽ gạt sang đây. Chúng ta đẩn ngược lại như vậy, tùy theo đúng sở thích đúng không ạ? Bên phải đây là chính là hệ thống Toyota Safety Sense, bao gồm hệ thống PCS hay còn gọi là hệ thống cảnh báo tiền va chạm. Chúng ta hệ thống cảnh báo lệch làn đường. Hệ thống này là DRCC hay còn gọi là Cruise Control. Sử dụng chúng ta bấm vào đây, nó sẽ nổi lên là hành trình radar đã sẵn sàng rồi. Hệ thống này hoạt động từ 30 km/h trở lên. Và DRCC với thế hệ 2 này là từ 0 km/h rồi. Bám đuổi xe phía trước. Nút thoát, nút reshore, nút set. Mode đây là chúng ta chuyển AM, FM, Bluetooth các kiểu đấy. Và đây chúng ta là chuyển kênh. Khi chúng ta mở FM hoặc là bài hát chúng ta chuyển kênh.
Đây là tổng quan ở trên vô lăng của Land Cruiser 2023 mới nhất bây giờ. Tiếp tục chúng ta có gì ở đây ạ? Đó chính là công tắc của hệ thống camera 360 độ. Chúng ta bật vào đây thì hệ thống camera sẽ quét. Hệ thống sẽ quét anh chị nhá. Nó sẽ quét chi tiết này, kiểm tra xung quanh, nó quét toàn bộ vòng quanh xe trước khi bắt đầu khởi động. Đó, cực kỳ an toàn đúng không ạ? Tiếp đến này, chúng ta bật một lần nữa, hệ thống sẽ trở về. Odo, nó chính là chip, bấm vào đây thì nó sẽ nhảy là chip A, chip B hoặc là tổng số km để chúng ta thay dầu. Bên này khóa cầu trước, khóa vi sai cầu trước. Hệ thống sẽ cảnh báo. Hệ thống sẽ cảnh báo anh chị nhé. Anh chị nhìn này, khóa vi sai cầu trước. Đây khóa vi sai cầu sau. Xe là hai cầu toàn thời gian mà. Tiếp đến nào, chúng ta đến với bảng đồng hồ trung tâm. Bảng đồng hồ trung tâm này thì bên trái là gì ạ? Bên trái đó chính là đồng hồ của vòng tua động cơ, bao gồm các cảnh báo phụ trợ khác, đồng hồ báo nhiệt độ, nước, cũng như là bên phải nó chính là đồng hồ vận tốc bằng analog và hệ thống báo nhiên liệu. Ngoài ra ở giữa thì chúng ta sẽ có một màn hình 7 inch hiển thị đa thông tin ở đây, với rất nhiều cảnh báo phụ trợ khác nhau, cũng như nhiều cài đặt khác nhau. Trong này, đặc biệt nhất là phần cài đặt, thì chúng ta muốn sử dụng phần nào, như cài đặt độ sáng đồng hồ này, chúng ta giữ vào đây nhá. Anh chị nhìn này, chúng ta giữ vào nút OK này, giữ nút OK này. Khi xong rồi chúng ta bấm trở về, Văn Hội làm lại nhá. Chúng ta giữ này, thì chúng ta sẽ chỉnh được độ sáng này. Đó. Tiếp đến khi xong rồi chúng ta bấm trở về, gạt sang phải này, hệ thống chi tiết của hệ thống cảnh báo lệch làn đường thì nó sẽ báo giữ làn hay không, và có cảnh báo rung vô lăng hay không, độ nhạy mình có bật cao hay không, cảnh báo lắc xe hay không. Đó, độ nhạy lắc xe thì chúng ta có thể báo cao hơn hoặc thấp hơn tùy, đúng không ạ? Cảnh báo tiền va chạm cũng vậy, thì chúng ta giữ lâu vào đây. Độ nhạy, tất nhiên là phần này thì chúng ta nên để nhạy nhất rồi. Đây là gì ạ? Đây là hệ thống cảnh báo điểm mù. Chúng ta tắt bật độ nháy sáng này. Đó, độ nhạy lại vậy này. Tiếp đến, đây là hệ thống bật tắt của cảm biến trước sau. Chúng ta giữ vào đây, nó chỉ là âm lượng cũng như on off thôi. Gạt tiếp. Chúng ta gạt ở đây nhé, chúng ta gạt ở công tắc đây ạ. Chúng ta gạt ở đây. Có hệ thống RCTA, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Hệ thống RCD, hấp, húp hấp, đây là hấp kính nhá. Km ở trên kính này, km trên kính. Đấy. Tiếp đến nào, cũng như phần ban đầu rồi đúng không ạ? Rất nhiều cảnh báo phụ trợ khác thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau. Nếu chúng ta đẩy lên như thế này, chúng ta đẩy lên như thế này thì nó sẽ có nhiều cái lựa chọn khác nhau, nó chạy theo cái mét cong này. Nhiều cảnh báo phụ trợ. Phần nghe nhạc thì ở đây. OK, đó chính là bảng đồng hồ trung tâm này. Chìa khóa thông minh của xe thì để ở phía trên này, cao một chút. Tiếp đến, với hệ thống màn hình giải trí. Màn hình giải trí của chúng ta thì phía bên trái này thì sẽ điều khiển được điều hòa nhá. Bao gồm có điều hòa này, sấy ghế này. Phần âm thanh cũng ở đây. Phần hành trình của cái việc mà chúng ta đi lái để tiết kiệm nhiên liệu là cũng ở đây. Các cảnh báo phụ trợ khác ở đây. Điều hòa này chúng ta có AC là chúng ta sẽ bật ở đây nhá. E hút cool để tiết kiệm hơn, lấy gió trong. Đây là nhiệt độ, chúng ta giảm tăng nhiệt độ ở đây được. Đây đồng bộ với phía sau này. Hay đây tốc độ quạt gió này. Đây phía sau này, chúng ta có các phần tùy chọn này. Hệ thống nano đây, nano bật hay không, đúng không ạ? Bên phải là chúng ta có bản đồ để dẫn đường. Dẫn đường này chúng ta tìm bằng cách nào? Ví dụ chúng ta bấm vào đây thì chúng ta một là theo địa chỉ, hai tìm kiếm. Ví dụ chúng ta đi lên Tây Hồ nhá. Tây Hồ này, chúng ta bấm tìm kiếm. Đó, Quảng An Tây Hồ này, chúng ta bấm vào đến thẳng luôn. Đó, hệ thống sẽ báo ngay. Đó,
Hệ thống sẽ báo ngay. Chúng ta bấm OK. Sẵn sàng dẫn đường. Hướng dẫn tuyến đường này sẽ khởi động ngay bây giờ. Tuyệt vời đúng không ạ? Tiếp tục đi khoảng 2 km. Xuống dưới, chúng ta có phần vặn của cái cửa gió. Ở đây thì chúng ta có gì ở đây ạ? Đây là cái độ làm mát của cái ghế ngồi đấy. Làm mát, còn đây là ấm, sưởi ấm. Mùa hè này thì làm mát thôi anh chị nhá. Sấy vô lăng cũng vậy, sử dụng mùa đông thôi. Đây là nhiệt độ ở vùng bên trái, anh chị nhìn này. Trên màn hình cũng sẽ đẩy, sẽ thấy sự khác biệt đúng không ạ? Đây hệ thống tự động, điều hòa sẽ để tự động. Chúng ta chỉ chỉnh được nhiệt độ thôi. Đây chúng ta tắt hẳn, đây là tốc độ quạt gió. Front, front đây chúng ta là sấy kính trước, rear sấy kính sau. Đây nhiệt độ vùng bên phải. Tự động cũng là tự động của phần chỉnh ghế, sấy ghế. Xuống dưới chúng ta có gì? Hệ thống volume, điều khiển volume trên vô để to nhỏ này này. Power này tắt, tắt hẳn âm lượng luôn. Bấm map là trực tiếp. Tiếp tục đi khoảng 2 km. Đó, phần map là phần bản đồ đấy. Menu. Trong menu này chúng ta có gì? Trong menu này chúng ta có phần điểm đến này, âm thanh này, điện thoại, ứng dụng, cài đặt. Trong phần cài đặt này chúng ta quan tâm đến đồng hồ này, ngôn ngữ này, Bluetooth này, âm thanh này. Âm thanh thì chúng ta có cả dùng chung FM và DVD là khác nhau. Ngoài ra điện thoại chúng ta sẽ kết nối Bluetooth ở đây. Lúc nữa chúng ta sẽ kết nối sau nhé. Đó, chúng ta ấn vào phần Home đây. Menu này. Trong menu này chúng ta còn có cả phần ứng dụng nữa cơ. Đó, nó sẽ hiển thị là Toyota Smart Driving. Đó, ngoài ra nào, chúng ta có gì ở đây nữa? Chúng ta phần setup. Setup chúng ta đi thẳng đến phần cài đặt luôn. Chúng ta điều chỉnh được khi mà chúng ta trở về cái FM. Tiếp đến, chúng ta xuống dưới nào. Ở phần dưới này chúng ta quan tâm là ra cái đĩa DVD này, hệ thống loa JBL. Chế độ drive level 1 này bấm vào đâu ạ? Bấm bằng cách vặn ạ. Chúng ta sẽ vặn. Khi mà vặn này thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ có 3 chế độ lái, đó chính là chế độ Eco, Normal và Sport. Khi Sport nó nổi đỏ lên đấy. Thường thường để Eco tiết kiệm nhất rồi. MTS chúng ta sẽ sử dụng khi và chúng ta đi những cái đường gồ ghề. DAC đổ đèo. Hệ thống này sẽ là hệ thống đổ đèo nha anh chị. Như khi bật lên chúng ta thấy anh chị đổ đèo này. Xuống một con đèo này. Đường gồ ghề xuống đèo này. Đó. Khác nhau nhá. Chế độ gai cầu thì chúng ta có những chế độ gì? Đây chúng ta sẽ sạc không dây đây. Hệ thống sạc không dây sẽ tự động nhá. Gai cầu nó yêu cầu là khi mà đi chỗ thấp chúng ta bấm ở dí xuống dưới này. Và số thấp ấn lên. Còn ở bình thường chúng ta H4. Đây, chúng ta có khóa V-Side này, cũng như là phần ở phía trước này. Chúng ta có thêm cổng USB, cổng Type-C và tẩu 12V. Đó. Với tay số nào, chúng ta sẽ có cái phần bóp lẫy này. Chúng ta đạp phanh. Số R, số lùi. Số lùi này anh chị nhìn thấy không? Nó sẽ báo luôn cái phần cam 360 luôn này. Đó, rất sắc nét và kết hợp với cảm biến lùi. Số M, số N này, số M này, số D này. Vạt sang bên trái này, chúng ta sẽ M đẩn bằng tay. Nó sẽ báo ở trên này, M1 này. M1 này anh chị nhá. Chúng ta thường sẽ đi ở giải số D thôi. Phanh tay điện tử sẽ hoạt động như thế nào? Đây là khi chúng ta kéo phanh tay lên, chúng ta giữ sẽ hạ phanh tay xuống. Auto hold, chúng ta phải vào thắt dây an toàn là một. Thứ hai là vào số D. Hệ thống auto hold sẽ hoạt động. Đó. Tiếp tục đến hộp lạnh. Chúng ta có hai cách mở, một là mở bên này. Khi nếu không thì chúng ta mở sang bên này cũng được. Đó, như nhau hết nhé. Trong này có công tắc để chúng ta bật cái hộp lạnh lên. Ngoài ra chúng ta còn có toàn bộ hệ thống điều khiển ở phía sau. Toàn bộ hệ thống điều hòa ở phía sau. Rất sang trọng và sắc nét đúng không ạ? Tiếp đến nào. Chúng ta có một cái phần nữa đó chính là cái khóa cốp phụ. Tuy nhỏ thôi nhưng rất hay đấy. Rất hay anh chị nhá. Đây.
tổng quan. Tiếp lên phần nữa đó chính là phần cửa sổ trời nào. Với cửa sổ trời này chúng ta sẽ có công tắc open giữ 3 giây. Cửa sẽ tự mở ra này. Cũng như đóng lại, cũng giữ 3 giây, bỏ tay ra. Nó sẽ có kính này, rất sang này. Up down là sẽ gách ở phía sau. Đèn, chúng ta sẽ có phần đèn này. Mở cửa này, đèn bật cứng bức này. Gương điện này thì sẽ tự động chống chói này. Tiếp đến là gì ạ? Với hướng dẫn tạm thời sử dụng cơ bản là như vậy. Để nhận thêm những câu hỏi, thông tin chi tiết hơn nữa và nhiều câu hỏi khác, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới, cũng như đăng ký hộ kênh. Ngoài ra chúng tôi sẵn hàng Land Cruiser, tất cả các phiên bản màu sắc, cả Prado, giao ngay, đủ màu, kèm nhiều chương trình khuyến mại và quà tặng hấp dẫn. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Một lần nữa, Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.